Oh, so many. Nó đập vàng rồi bè. Vàng nhanh nhỉ. Giờ cứ mua cái bẫy mà bẫy chuột. Chị tôi phải vào ăn chè. Lại có lá chè ăn ngon rồi. Mình làm ở nhà. Cà có bê bè. Thank you.
To nha, sợ chưa? Ôi con này đang thay da nè, đóng tay.
cho cái xương này. Được ăn đâu. Em tí nấu cho mà ăn nhá. Cái chân. Con ếch này cho bác hơi to này. Đấy, nghe đã không vậy? Xèo xèo này. Bọn mây bơm xe không biết chưa qua nhỉ? Ếch này mình mua à? Đâu bà, ếch cho bắt được đấy. Bắt được à? Dạ, bắt được dưới ao hồi to đấy. Giỏi vậy. Bắt không nhanh nó chạy mất. Ừ. Bây giờ răng hỏng hết rồi, không ăn được những cái của dai của cưng. Ô, nó đập vàng rồi bà. Vàng nhanh nhỉ. Nó chỗ gần than mà. Dạ, ok, con này thì chưa được. Gần than. Con này gần than thì nó nghe chín. Ôi bơ ơi, thơm thế này. Bơ ơi, thịt ếch hơi thơm này. Thèm không? Mèo ngủ trên chuột, chuột ngủ dưới mà. Vậy sao bà phải mua bẫy và bẫy chuột ấy? Dạ. Ừ. Giờ cứ mua cái bẫy mà bẫy chuột. Dưới U Minh thì chuột bắt mèo. Nhà bà chợ ở gần đìa mà, đào đìa để đổ lên nhà ấy. Dạ. Thế là bà đương nằm thì thấy cái mèo nó kêu. Bà mới dậy, bác Minh đây, bác Minh vào anh nhà. Bác Minh vào ăn ếch bác ơi. Ăn ếch với chào với bà này. Này chín rồi nè. Hay là để trên tí nữa nè. À đây, con này chín rồi nè. Này chín chưa nè. Cho một đấy nhóm chưa? Ôi
không khỏe gì đó. Nhỏ nó à, bỏ cái cây, đổ cây. Bà cháu bác Minh ngồi đây này. Cà phê đó. Ông có này chín chưa? Theo chưa? Bác Minh. Dạ. Ngồi đây này. Anh đây. Anh to mát, cháu mát đấy. Cái nướng này thì tuyệt vời rồi. Nó bắt ở đâu? Cháu bắt ở ao đó mẹ. Dạ. Giỏi thật đấy nhỉ. Con này chưa chín lắm. Để đây. Đây bác vừa thấy không? Đây là bác mời bà mời nhá. Ừ, ăn cơm đi. À, ăn đấy. Hơi hơi nóng đấy bạn. Cứ từ. Ôi, hơi nóng nhỉ. Vâng, ngon. Ngon, nhưng mà Giang, bà ăn. Giang yêu. Trong cái đuôi cho thấy mềm. Mà nhiều đó. Nhà cháu này hôm nay 5 tấn. 5 tấn trong quốc thường. Ý là cả nhà cả nhà bác thường. Cũng cũng có thể đến hỏi bà mua mà đi đứng lên hỏi mua thì bà có bảo họ bà. Anh nào mà kia bảo đây quá là đất. Không nói chẳng được. Mình cũng sống lâu dài rồi, có hay sống lúc đầu. Cho nên phải chụp đưa đất mà làm, thấy chưa? Bán đi đồng tiền, lâu. Lúc đấy lại không được như thế. Được. Bên kia kìa, 7-8 người đẹp. À, bây giờ cũng có đất này cho mẹ cháu chứ. Không có lọc không sợ cháy. Quên đây em... Dạ. Năm tới cho con chuồng. Dạ. Mấy năm hà để cho ăn chay quá. Bác ăn chuột. Chuột đồng mới ngon quá nhỉ. Ừ. Cô ơi, nấu phở à, nấu chè. Dạ. Cô dưới mình thứ mấy là nó gọi tên tôi đằng bằng hạnh. Chị Tư ơi. Dạ. Cô dưới mình thứ mấy là nó gọi tên tôi đằng bằng hạnh. Chị Tư ơi, bán chè. Có lẽ chị ăn ngon rồi nhỉ. Nếu vào cô bốc chân bán ăn. Ăn không? Cô ông ngồi nhà mặt lạnh người. Tôi đi ngâm nước rẻ hết cả chân. Nước phèn nó độc lắm chứ ạ. Về đầu gối đây này. Xót ừ, xót, đêm nằm này xót mà cứ. Bác Nhung này mà. Bác cứ đi có việc. Thì nữa bác lên chiều bác với hái nhảy đó. À, chờ bác hái nhà mẹ cháu ạ. Bữa thì vợ kia hái 1-2 ngày là xong rồi thì chị. Mẹ bây giờ người ta hái dần, bơi cũng kịp. Có thể hái dần cũng được. Thế người ta làm, người chơi. Giờ có ăn, nhưng trước người ta... Đâu, mình vẫn làm, nhưng mà mình làm ở nhà. Em có cái này này. Em chọn cà phê mà dày của người. Cô lên đây là đúng rồi, thằng Son giờ tiền giấy không có bắt đi. Dạ. Bớt cả một bạc đẹp. Chỗ lưng thì hơi dài. Đây. Ngon thế. May bơ khôn qua đây xong Lisa lại ở nhà. Lisa ở đây qua đây là ăn.